Tôi nói anh biết nha, anh đã chấp nhận là lấy một người vợ không thể sinh con được thì phải chịu. Biết bao nhiêu người hay hai vợ chồng không có con người ta vẫn trong hạnh phúc đó. Tại sao phải lấy sinh con nuôi? Nếu anh chị không bỏ ý định này, mẹ nói thật, đừng sống chung với mẹ nữa nha. Mẹ ơi. Thôi mẹ yêu mới về. Ủa? Tụi đang làm cái gì vậy? Đang đọc sách. Nào, ủa đi đâu về vậy? Ăn cơm chưa? Chưa, đói bụng quá nè. Giờ cơm của mẹ này. Để phần ở dưới rồi. Hai vợ chồng xuống ăn cơm nha. Dạ. Mẹ ơi. Hả? Con có chuyện này quan trọng muốn thông báo với mẹ. Chuyện gì nè? Nói đi. Tụi con á. Ừ. Sắp có con rồi đó. Thiệt không? Thiệt. Mấy tháng? Không, có một con gà trong đây à. Cái gì vậy? Anh nói đi. Tụi con tính sinh con nuôi. Dạ, con bé nó dễ thương lắm, tụi con mới đi qua đó xong. Sao lại phải sinh con nuôi? Tại vì tụi con á, cảm thấy là tụi con yêu nhau. Tụi con muốn có một cái gì đó chung với nhau. Và tụi con có một cái gì đó gắn kết với nhau. Và nhiều hơn nữa là con muốn mẹ có một đứa cháu ẵm bồng. Có những đứa con nít chạy nhảy trong nhà cho mẹ vui nè. Mẹ nói thật, con của mình dù sao vẫn hơn. Tại sao lại phải sinh con nuôi? Mẹ biết rồi đó, tại vì... Mẹ hiểu, mẹ biết là con đã chấp nhận. Khi Phượng nó bị bệnh, Phượng nó không có thể sinh nở được. Thế tại sao bây giờ lại quyết định như vậy? Tại vì mẹ biết sao, con với Phượng muốn có thêm một cái thành viên ở trong gia đình mình cho có thêm gắn kết vậy mà. Với lại nó là mong muốn của Phượng. Con cảm thấy chuyện đó cũng rất là tốt mà mẹ. Sao con nghĩ đó là tốt? Thì tụi con vẫn thương yêu bé như là con ruột của tụi con thôi. Hay là mẹ sợ là có cháu rồi con không có thương con gái của mẹ nữa. Nhưng mà con hứa mẹ là con vẫn yêu thương Phượng như bình thường mà. Đây là ý kiến của con hay là chồng con suối con? Con đâu có con. Đây là ý kiến của tụi con. Mẹ nghĩ nên muốn có con đúng không? Tụi con thấy cái chuyện đó nó hợp tình hợp lý mà. Hợp tình hợp lý sao? Mẹ cảnh báo cho tụi con biết, cái chuyện sinh con nuôi cực kỳ rắc rối. Và sau này nó phát sinh ra những thứ mà tụi con không thể nào lường trước được đâu. Mẹ có kinh nghiệm chuyện đó. Thôi, dẹp cơm đi, đi. Nhưng mà... Mẹ... Tụi con làm xong giấy tờ rồi mẹ. Cái gì? Thực ra là tụi con đem bé về. Vậy là bữa nay tính cách là hai cô cậu thông báo cho mẹ biết là sẽ đưa con về nhà đúng không? Vậy thì hỏi ý kiến mẹ làm cái gì? Tụi con chỉ muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ thôi. Đúng, bất ngờ lắm. Bất ngờ muốn điên lên đó. Tôi nói anh biết nha, anh đã chấp nhận là lấy một người vợ không thể sinh con được thì phải chịu. Biết bao nhiêu người hay hai vợ chồng không có con người ta vẫn trong hạnh phúc đó. Tại sao phải lấy sinh con nuôi? Nếu anh chị không bỏ ý định này, mẹ nói thật, đừng sống chung với mẹ nữa nha. Mẹ ơi. Mẹ. Sao mình thấy mẹ đã lạ làm sao? Thôi thì chuyện sinh con nuôi mình để từ từ đi. Thì đành vậy bây giờ chứ sao. Anh có cái chuyện này anh không biết có nên nói với em không nữa. Chuyện gì? Anh nói đi em nghe nè. Hồi sáng này anh lên trả hồ sơ cho sơ Maria. Sơ nhìn tên tuổi của em, ngày tháng năm sinh. Cổ hỏi anh là phải tên mẹ em vậy không? Rồi cổ nói cổ gửi lời hỏi thăm. Anh mới hỏi là sao cổ biết mẹ của em? Thì cổ mới nói cho anh nghe là em là con nuôi của mẹ em. Sao được? Sao vậy được? Em sống với mẹ em từ nhỏ mà. Anh cũng đâu có tin đâu. Nếu mà sự thật là như vậy thì không có lý do gì mà mẹ em lại phản đối một cách rất là quyết liệt cái chuyện mà hai đứa mình nhận con nuôi. Thì cho là mẹ em phản đối đi, nhưng mà tại sao cô Sơ ở đó có thể dễ dàng nói ra? Sơ có đưa hồ sơ ra cho anh coi rõ ràng. Mẹ em nhận em từ lúc mà em 3 tháng tuổi. Mẹ ơi, mẹ nghỉ tay tí đi, con có gọt trái cây cho mẹ ăn nè. Ừ, mẹ sắp xong rồi, chút xíu nữa hả? Dạ. Hôm nay á, con đã lên nhà thờ, con gặp Sơ, con trả lại hồ sơ. Mẹ có nghe chồng con nói. Dạ. Thì con có gặp Maria á mẹ. Thì Maria nói là hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Cô Maria có biết mẹ hả? Cô Sơ Maria. Con à, chắc có sự nhầm lẫn gì đó chứ nhà mình đâu có đạo đâu mà mẹ biết quen biết với Sơ. Dạ thì con không biết nữa, mà Sơ có nói với con á là nhắn với mẹ cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con. Sao lại nhắn vậy? Mẹ nói nghe nè, mẹ thật tình mẹ không có biết Sơ. Tại sao mẹ không nói cho con biết? Chuyện con là con nuôi của mẹ hả mẹ? Tại sao mẹ chăm sóc cho con tốt từng ấy năm, mẹ yêu thương con như vậy mà mẹ không chấp nhận cho con nhận một đứa con nuôi là tại sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi mẹ. Mẹ còn giấu con chuyện gì nữa, mẹ nói đi mẹ. Bình tĩnh nghe mẹ nói nha Phượng. Con biết là mẹ yêu thương con đúng không? Nhưng mà con có biết là ba con, nói chính xác là ba nuôi của con giờ đang ở đâu không? Mẹ nói ba con chết rồi mà. Mẹ nói dối đó. Chứ giờ ba con đang ở đâu hả mẹ? Ba con hiện đã có gia đình khác, sống rất hạnh phúc, rất đông con. Thôi thì con đã biết được thì mẹ cũng không giấu con làm gì. Ngày xưa cha mẹ cũng sống rất là đầm ấm, yêu thương nhau. Khi phát hiện mẹ bị vô sinh, ba của con cũng đã từng nói với mẹ là không sao, anh chấp nhận hết. Những gì làm em hạnh phúc thì anh sẽ làm cho em. Nghe quen quá đúng không? Rồi vì mong muốn của mẹ muốn có một đứa con nên ba con đã chấp nhận cho mẹ đi xin con nuôi. Chắc con là đứa bé đó đó. Mẹ ơi, mẹ thấy yêu thương. Nói chung là cả cha mẹ đều yêu thương chăm sóc con. Cho đến năm con 3 tuổi thì ba con bỗng nhiên cảm thấy là mình không muốn chăm sóc, không muốn nuôi nấng, nũng ruột không phải là của mình, nên đã từ bỏ mẹ con mình ra đi rồi, đi tìm lại một hạnh phúc khác cho những đứa con của chính mình. Mẹ con muốn con và chồng con sau này bước vào đúng vết xe đổ của mẹ. Mẹ thương con, mẹ không muốn con phải đau khổ như vậy. Mẹ có ích kỷ, nhưng đó là vì mẹ thương con.